Cái gì tạm nhiên vậy thế là để nhẹ nhàng những cái nào đáng gì đặt bây giờ cũng sát hai những sát xe nó nặng hơn thầy chị em có tư tưởng sáng nhìn tắm mày không mày nói này không có thể đâu mà đấy nó yếu có khi nó giờ đồ đó bắt đầu nhìn ra coi chưa bao nhiêu cái nào mình họ có đúng là chỉ đến nghĩ rất là điều đó từ cái điều để cho xem à thì sẽ mở cái mình mở sau Connect with successful. Ở buổi học trước thì thực sự lúc này chúng ta chỉ có mới là ô mà chúng ta ngừng ở tại trước cái đoạn trước cái phần kể Celo Yết Tha nha. Celo Yết Tha thì đến đến về số đoạn là đoạn số 5 nha. Tức là đang đề cập về giới định tuệ Sila Samadipanya dựa vào cái câu phía trên, tức là cái gì? Bhagava Sila Samadipanya Mukhe Na Visuddhi Bhagyan Vasyati. Và Đức Thế Tôn đã trình bày con đường thanh tịnh được diễn giải ra bằng ba cái phương diện, tức là giới định và tuệ. Và mỗi cái phương diện như vậy đó sẽ được trình bày, ba cái phương diện này sẽ được trình bày thành chín cái cặp thân. Cái cạnh đầu tiên đó là cái gì? Pisosika là đề cập về tâm học. Giới định tuệ được gọi là Adisita, Adichita và Adipanya. Và giới định tuệ đó cũng được xem như là cái phần ba cái sự hoàn hảo, ba sự hoàn hảo của giáo pháp. Về ba cái sự toàn hảo của giáo pháp của chúng ta dựa vào cái đoạn trên thì chúng ta sẽ thấy rằng y cứ vào trong cái phần trích dẫn từ cái câu mà gọi là cô cha đi của sala nam đam nam silan chát quý xuất đăng số quý xuất đăng này, chúng ta đang ở trong quý xuất đi bắt cá nhà chánh văn tức là gì là điểm khởi đầu của các hiện pháp. Để đây trình bày cho các bạn, giới được thanh tịnh là cái sự khởi đầu kèm với là cái tri kiến chánh trực hơn của chú cái đi thiết nhỉ. Mà dựa theo chú giải đó là đề cập đó là kamasakata samadhi thiết nhỉ, từ chánh kiến về nghiệp quả của nghiệp. Hoặc như khi mà đề cập về cái phần kệ mà được xem như là đây là tâm chỉ của chư Phật trong quá khứ, Đức Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Tức là sapapapasakaranam kusara sapasapada sachita prayodatanam etam buddhasa sasanam etam buddhasa sasanam. Tức là cái việc như thế nào? Không có làm, không có làm đồng nghĩa rằng tức là tránh xa, kiên tránh tất cả những điều ác này. Mà không làm đó thì dựa vào đi cái canh giá và cũng như đăng ba đá, tức là ám chỉ, tức là loại bỏ những cái trạng thái bất thiện. Và thành tựu hãy như là làm những cái điều lành của Salasa Upasampada, ám chỉ tức là trao dồi hàm dưỡng những thiện pháp
từ cái việc mà những thiện pháp mà sơ khởi, tức là từ cái lúc mà phát khởi tâm tu tập, cho thấy được cái sự sợ hãi trong một tự sanh luân hồi bằng những thiện pháp cụ thể, như dựa vào Bhikkhadikaya Atthakatha đề cập đến từ cái việc mà đó là khởi sự xuất ly, từ cái việc mà thân xuất ly các chị, tức là từ cái việc mà khởi sự thọ thiện các học giới này, thân xuất ly ca giáo quý quý các đồng nghĩa sang các bản gì, sự tránh xa sự tiện ly thuộc về thân, làm thanh tịnh thân và khẩu, rồi bắt đầu mới làm nền tảng để cho cái việc mà thanh tịnh nội tâm, thoát khỏi những cái tiền, thoát khỏi những cái chướng ngại, niệm quan sát hoặc y như là các phiền não. Đối với các chướng ngại và các phiền não đó thì có thể nhờ samatha bằng cái cách đó là vikampana bahana, và cái việc mà đoạn trừ, ví dụ như khi mà chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, thì đồng nghĩa rằng sẽ loại bỏ được tạm thời những cái chướng ngại và phiền não. Và chỉ khi nào mà tu tập Vipassana dẫn đến thành tựu các trạng thái đạo quả từ thấp cho đến cao, mới có thể loại trừ hoàn toàn và thanh tịnh hoàn toàn những cái phiền não tùy theo cấp độ thánh nhân. Và dựa vào đó, cho đến khi nào mà chứng đắc đến Ariya Arata Phala, tức là thánh quả A-la-hán, thì lúc đó mới thành tựu được gọi là Kusala Sampasampada. Tổng cái tiến trình là phải từ lúc mà nhận chân được cái sự khổ này và tầm cầu của sự giải thoát, được thực hiện cụ thể hóa bằng cái việc tức là ca giác quê cá, tức là phải xuất ly, thân phiện ly, cho đến khi mà gọi là thành tựu được thánh quả A-la-hán, thì lúc đó đã làm thanh tịnh hoàn toàn, giống như trường hợp mà cây thì dừa cái lúc đó mà đợt trước sẽ có đề cập đó. Rồi vì rằng đối với chúng sanh đó, khi mà chúng ta từ bỏ cái điều ác mà chúng ta không làm điều thiện, thì hẳn nhiên cái tâm tốt thiện nó sẽ khởi ra, nó sẽ có môi trường để phát khởi. Cho nên cái việc mà không làm điều ác chưa hẳn cái đó là tốt, và chắc chắn rằng nó không phải là cái điều kiện hoặc như là cái phương cách mà có thể dẫn đến sự giải thoát, mà bắt buộc là phải trao dồi hàm dưỡng tu tập phát triển những thiện pháp. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta không có diệt trừ những cái pháp bất thiện, mà chỉ chúng ta là chỉ hướng về những cái điều thiện bằng cái việc tức là cụ thể hóa hướng tới cái điều thiện bằng cái việc mà giữ gìn cho thân khẩu được trong sạch với cái tác ý thiện, tức là chia tác gasina hoặc chia tác sikasina, với cái chủ đích thiện như vậy, hướng về cái điều thiện khiến cho thân và khẩu trong sạch, thì nhờ vậy đó thì cái yếu tố mà thân ác hạnh, tức là sát sanh trụ tập dâm, nó không có cơ hội, tức là những cái tư duy về đó nó không có cơ hội khởi sanh để nó cụ thể hóa nó ra bằng những hành động. Cho nên là không có khía cạnh tức là diệt trừ, nhưng mà trong ngôn từ thì chúng ta vẫn sử dụng cái từ gì, loại trừ, phải như là akarana, tức là không làm. Mà không làm như vậy nó có tự khởi sanh thiện pháp không? Không, bắt buộc phải upasampada. Và khi mà upasampada như vậy thì bao gồm luôn cả các tổng trình ở trong cái sacitta pratyodapanna. Pratyodapanna tức là sự thanh tịnh, sự thanh tịnh nội tâm. Ở đây hiểu chút dài được cảm đến là cái việc mà phát triển mà samatha và vipassana bhavana, từ sự tu tập về thiền chỉ tịnh và thiền minh sát. Vì rằng cái kusala upasampada đến cùng tổ của kusala upasampada đã bị ta thắng quả A-la-hán, cho nên nó sẽ bao gồm gồm luôn cả cái cảnh tức là sacitta pratyodapanna, là cái việc mà thanh tịnh thân và khẩu. Và đây là toàn bộ cái lời dạy của chư Phật ở trong quá khứ. Toàn bộ đây là lời dạy của chư Phật ha. Tức là chỉ tức là chư vị trong quá khứ cũng như là hiện tại và cũng như chư vị trong tương lai. Rồi, kế tiếp là khi mà trình bày, tức là mỗi cái như vậy sẽ đều cần cái cảnh gì,
Ví dụ như cái mà sapapa sakarana tức là ari quá chanh hoặc silang sasana, silang sasana sa ari, giới được xem như là cái phần đầu của ari, là cái giai đoạn đầu, là cái phần đầu của giáo pháp. Và cái giới ấy đó, cái là gia năng, là sự hoàn hảo, là cái sự toàn diện, là sự vẹn toàn. Do cái gì? Ahata, do cái việc tức là mang đến cái gì? Những cái phẩm chất như là không có lỗi lầm, không có hối hận, không có trậu hối. Thì tương tự như vậy, thì cái mà Samadhi đại diện cho cái chữ Kusala Sutta Sambada này, đại diện tức là Machime, Machia Kala Yana, Machia Kala Yana, hay được gọi là cái gì? Adivachana Tuhi Samadhi Sasana Samachia. Ở đây định nó được xem như là cái gì? Cái giai đoạn giữa của giáo pháp. Vì rằng nó mang đến cái lợi ích gì? Mang đến lợi ích tức là Ittivida, mang đến tức là sự thành tựu, biến hóa thông, tức là các loại mà thần lực, các loại thần lực. Tương tự như vậy, phần trí thì chúng ta sẽ là Tanya. Tanya sasanasa prayosana. Prayosana tức là cuối, hay là cái cú cánh, từ cái phần cuối prayosana. Ba cái cảnh tức là adi, macchya, prayosana, prayosana, tức là cái phần cuối của giáo pháp. Rồi ở đây đó, trích dẫn cái đoạn, cái phần kể tức là Cielo Yatha Ekagato, rồi là Ekagano, Watena, Natsamirati, Ewan, Nindapak, Sansasu, Natsaminjanti, Banditati, Dhammapada, Atakata, Dhammapada, Tamimbok. Bạn đi tham quan luôn, bạn đi tham quan luôn. Tám mươi mốt rồi, xin lỗi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Selo yatha ekagano. Động từ ở đây tức là gì? Samirati. Samirati ở đây mang nghĩa rằng tức là thằng ir. Thằng ir. Sang ir. Còn á tí. Samirati mang nghĩa rằng tức là bị dời đi, bị dịch chuyển, bị lay động. Mà trước đó chúng ta có phân từ phụ định là ná, tức là không bị lây chuyển. Qua tiên ná, tức là qua tá, tức là gió, bởi gió. Và chủ từ sẽ là cái gì? Selo, yatha selo, giống như một cái tảng đá. Ekagano, ekagana ở đây tức là tính từ, mang nghĩa rằng tức là eka gọi là gana, gọi là ekagana, nó chỉ là một khối thuần đặc, rắn chắc. Ví như một tảng đá thuần đặc như vậy, không có bị lây chuyển bởi gió. Ewan Ninda, Ninda là Pasangsasu. Ở đây là hai trong tám cái phương diện đối nghịch, phân thành bốn cặp. Anh chỉ từng Lokadama là tám pháp thế gian đó, tám thế gian pháp. Mà Ninda đó mang cái nghĩa rằng đó là cái gì? Là chê bai, là chỉ trích. Pasangsa đó tức là sự ca ngợi, sự tán thưởng. Pasangsasu ở đây tức là chia ra vị trí cách thôi. Trong cái gì? Trong cái việc mà chê và khen, chỉ trích và cũng như là tán thưởng. Nasamin Chanti Pandita. Chúng ta sẽ thấy rằng Samin Chanti là ngôi thứ ba số nhiều. Ở đây mang nghĩa rằng tức là gì? Căn này là căn in nha. In chá đó. Cái in chá, sang in chá. Còn cá còn tí đó. Mang nghĩa là tức là bị rung lắc, bị dao động.
mà chia theo số nhiều tới hòa hợp chủ từ Sarabandhita, các bậc trí đó thì không có dao động trong gì, trong những cái việc mà khen và chê như vậy. Ở đây đề cập đến câu chuyện của vị tỳ kheo Lun Lakundaka Patiya là Thera, là vị tỳ kheo tên là Patiya nha. Lakundaka thì là cái tướng mạo của ngài rất là thấp. Cho nên nhiều vị trêu chọc vị này, ngay cả các vị sa di như vậy. Mà ngài là một vị thánh a la hán, cho nên ngài không có cái sự mà bực tức khó chịu. Dựa vào cái câu chuyện của vị tỳ kheo Lakundaka Patiya này, cho nên Đức Phật mới đề cập đến cái hình ảnh ví dụ, tức là cái tạng đáp thuần đặc như vậy. Ám chỉ tới tâm thánh quả giải thoát của một vị thánh thật sẽ không có bị mà tám cái yếu tố thuận và nghịch, tức là bốn thuận bốn nghịch tác động được. Và ở đây tức là sự khen và sự chê, như sự chỉ trích và sự tán dương. Ở đây chúng ta coi này, tất tha niên đa bát sanh sa số kiên gia bi y đa đề lô ca đam ma hút ta. Ở đây đó được gọi là niên đa bát sanh sa số, là trong những cái sự mà chỉ trích và cũng như tán thưởng. Kiên gia bi y đa ở đây bất kỳ cái loại nào, tức là bất kỳ các pháp nào mà được đề cập. Và đây chúng ta sẽ thấy là kinh cha quốc ta nha, sẽ dùng các cái gì? Đuê đô cách đàm bà, tức là hai cái pháp thế gian này ở đây, bất kỳ hai cái pháp thế gian nào được đề cập ở đây, thì ác thô bà ná ác thăng năng bí quát xê ná quê đi tắc buồn. Thì cái gì? Cái nghĩa cần phải được hiểu rằng nó là một trong tánh là ác thăng năng ở đây. Tức là chúng ta dùng theo nghĩa, tức là cái thứ sáu, một trong, là hai trong tám, cái pháp thế gian này. Tức là được lợi mất lợi đó, được danh mất danh, được khen bị chê, an lạc và đau khổ, bốn cái cặp thuận và nghịch, bốn cặp thuận bốn cặp nghịch. Rồi đây giác tha hít e cái cano ở đây chúng ta dùng cái nghĩa asuris asusino asusiro nha. Susira ở đây có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái lỗ hay như là bị thủng. Asusira tức là không có bị thủng. Mà không bị thủng thì đồng nghĩa là cái gì? Không có lỗ hổng ở trong. Nó là thùng đặc. Ekagano. Selo ở đây. Pratimadi Bedena. Selo anh chỉ là cái tảng đá nha, không có rộng. Nguyên cái phần này đó thì chúng ta đi chung luôn cái đoạn này. Purati madi bedena watena na samirati na injati na jalati. Samirati hồi nãy tức là cái gì? Lay động, bị dịch chuyển bởi gì? Bởi gió. Gió ở đây đó, watena được phân loại là cái gì? Purati madi tức là purati madi của adi, tức là gió từ phương đông hoặc như là vân vân. Từ phương đông, phương nam, phương bắc, phương tây, vân vân, thì gió ở tứ phương như vậy thổi đến, thì na injati samirati ở đây dùng đồng nghĩa tức là injati, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Tức là lay chuyển, hoặc như rung lắc. Jalati cũng là dao động hoặc rung lắc, tức là không có dao động, không có dùng rung lắc như vậy. Ewan akasu lokadamesu acchotarantesu balitana sa mình chẳng tiếc. Như vậy động từ chúng ta sẽ là sa mình chẳng tiếc, tức là chư vị hiền trí, chư vị trí giả đó là không có bị dao động ở trong cái gì? Áp thác xuống, tức là trong tám cái pháp thế gian. Áp chốt tha rằng tê xuống áp chốt tha rằng tê xuống, chúng ta lần nhận thân nghĩa hiện tại nha. Áp chốt tha rằng tí chú thằng tê xuống, chỉ còn cách đó là trăm bê xuống, tức là bậc trí đó không có bị dao động trong tám cái pháp thế gian mà đang bao trùm, đang che phủ lấp chúng sanh như vậy.
cũng giống như một ngọn cây lao như vậy, rộng ruột và không thể đứng vững trước gió như vậy, thì gió chiều nào thổi đến thì nó sẽ nghiêng theo, thuận theo chiều gió như vậy. Tương tự như vậy, ở đời thì chúng sanh sẽ bị chi phối, tác động đến những ngoại duyên, như là cái việc mà có được lợi lộc hoặc như là mất đi sự lợi lộc, cũng là những cái yếu tố khiến khởi sanh lên cái sự tham và ưu của đời. Rồi kế tiếp ở đây tên là Patigawase Nawa Anunayawase Nawa Nachalanti Nachakapati. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Động từ cũng là chá lăng tí và căm banh tí hả? Hiện tại ngôi thứ ba số nhiều, hoặc là chủ từ sẽ là banh ta. Chưa bậc trí giả như vậy, chưa trí giả như vậy thì như thế nào? Không có dao động, không có lây, không có bị lây chuyển bởi cái gì? Wasena, bởi batiga, bởi cái sự khó chịu. Anh chị thấy là trường hợp của ngài Lakundaka Patiya nhỉ? Batika tức là cái sự mà bực tức, cái sự khó chịu trong tâm. Anunaya Vasena, chúng ta có ra Batika Vasena và Anunaya Vasena. Anunaya để nhận từ năng tính, nghĩa rằng là cái sự quyến luyến hoặc như là cái tình thân hữu đó. Tức là không phải là vì đó là các bạn đồng đạo với mình mà tán dương mình, thì vì vậy mà mình gọi là bị cuốn theo, bị dính vào, hoặc như có cái sự mà kết giao các tư hữu như vậy. Chỉ vì cái gì? Vì người ta thuộc theo mình, người ta tán dương mình, hoặc như người ta khen ngợi mình, người ta không phương hại đến mình, thì các bậc thánh sẽ không như vậy. Và đối nghịch lại như vậy, khi mà người ta chê ta, người ta nói xấu, người ta hãm hại, không phải bởi vì vậy mà các ngài là khởi cái sự khó chịu. Cho nên là nó cho làm cái bát tí cá và cũng như anu đá giá nha. Cái việc mà khó chịu và cái việc mà ưa thích đó, Anunaya ta còn dùng cái nghĩa là ưa thích. Dẫu rằng cái nghĩa nó là cái gì? Anunaya là thuận theo, đi theo, hoặc như là cái việc mà bạn tình thân hữu, bạn bè thân hữu, tức là cái việc bạn đồng thuận với nhau. Tại sao mà Đức Phật lại trình bày cái này? Tức là cái đoạn phía trên này có nghĩa là Sa chắc là gia năng ít ha Nít hê su ta đi bà hoa Bà hoa quá hả na tù Vì sau khi mà trình bày giới định tuệ theo ba phần vẹn toàn, toàn hảo của giáo pháp, thì cái xa này anh chỉ thấy cái trí tuệ này được xem như là toàn vẹn, vẹn toàn. Ít tha nít thê su, tức là ít tha amit tha, tức là trong cái gì cảnh thuận. Ít tha nghĩa là tốt đẹp, amit thê su tức là gì? Amit tha là xấu hoặc như là nghịch duyên đó. Khi chúng ta ghép vô trong cái từ aromana và đối tượng là cái cảnh, cái cảnh thuận và cảnh nghịch, vân vân. Ta đi bao quá, chúng ta tách ra tức là ta đi bao quá cộng với awahanato. Từ cái gì? Từ cái việc mang lại awahana, từ cái việc mà mang lại cái trạng thái bao quá, tức là cái trạng thái, cái tình trạng ta lý là như vậy, cái trạng án chỉ cái trạng thái mà gọi là trung lập giữa cái gì,
giữa cái đối, giữa cái cảnh mà thuận và nghịch. Tức là đang ở cái khía cạnh, tức là cái cạnh tức là trí tuệ đó hả? Trí tuệ như vậy. Trí tuệ được xem như là vẹn toàn, vì trí tuệ đó là cái yếu tố để tạo ra cái sự mà gọi là bình thản, an tịnh trước những cái cảnh thuận và nghịch. Như trong cái trường hợp của vị tỳ kheo Lakundaka Patiya. Thật vậy, ở đây thật vậy ha, điều này được nói rằng Tathasi lena te vichataya upanisayo pakasito hoti. Ở đây chúng ta sẽ nói là pakasito hoti ha. Chủ từ cho Bakasito, ở đây chúng ta chủ từ cho cái động từ hô tí. Bakasito là quá khứ phân từ. Còn động từ Bakasito này là giải thích. Upanisaya, tức là cái sự y cứ, cái sự nương tựa. Như vậy là với cái giới này, với cái silia nát này, chúng ta đang đề cập tới cái phạm trù thứ mấy? Thứ ba nha. Các vị nhìn lên bạn nè. Cái phạm trù đầu tiên các vị đánh những cái số 1 ở đây, tức là Isosika. Cái phạm trù thứ hai tức là gì? Tiếu y đá Kariyana. Phạm trụ thứ ba đó là gì? Tên Đức Gia Đi Nam của Panisayu. Như vậy đó là giới định tuệ được phân theo từng phạm trụ một như vậy. Cái phạm trụ thứ ba đó là cái gì? Giới là cái, với cái từ giới hả? Với cái chữ giới như vậy. Thì đây là cái gì? Đây là cái nhân trợ. Đây là Upanisaya hả? Đây là cái sự mà y cứ, đây là sự, tức là sự, sự dựa vào giới này được trình bày, được giải thích cho cái gì, cho cái việc mà tê bích cha tài nhé, cho cái việc mà có được cái gì, ba cái loại trí tuệ nha, hay được gọi là ba minh đó, tam minh đó. Tê bích cha ta cái từ nữ tính cha ta. Rồi tương tự như vậy, silasama batin hi disayati so bích cha ba buna ti, chúng ta chắc là silasama batin là cộng hi, silasama batin là cộng hi là thật vậy. Samabati tức là cái sự chứng đạt, sự thành tựu về giới, là sự viên mãn về giới. Babunati dẫn đến cái gì? Dẫn đến Tissovichya. Dẫn đến đạt được ba minh hơn. Ở đây chúng ta sẽ là Nisaya luôn. Thật vậy, dựa vào cái việc mà thành tựu về giới sẽ dẫn đến cái việc mà có được ba minh. Natatopara mà không phải là cái khác ngoài cái này, tức là chỉ nhờ vào giới là cái yếu tố để dẫn đến thành tựu được ba minh, chứ không có thể mà đề cập đến những cái cảm khác này. Là chỉ có duy nhất ba minh thôi. Vì rằng cái kế tiếp nữa tức là Samadhi này, Samadhina này, Samadhina chap là pinya jataya upanisayo pakasito hoti. Với cái chữ Samadhi gọi như là với định, chính là cái gì? Chính là cái sự, chính là cái nền tảng, hoặc như sự y cứ. Được giải thích là chính là cái sự nền tảng, sự y cứ cho cái gì? Cho Chalapinya. Tức là Chá ở đây à. Chalá cộng với Apinya. Chalá ở đây tức là chữ Chá à. Thì L được thêm vô đó. Tại vì chúng ta học về cách nhé nát thì L được thêm vô đó không? Thì ghép chung như này. Apinya ở đây khi mà đề cập tức là cái gì? Apichanati. Apichanati có nghĩa là sự thấu triệt, sự xuyên thấu. Apinya tạo thành cái danh từ là Apinya, tức là trí và thấu triệt rõ này. Tức là sáu cái loại trí. Đây được gọi là sáu cái loại mà thường chúng ta hay nói là Apinya tức là thần thông đó, nhưng mà thực sự đó là sáu cái loại trí nha. Đặc thù là do cái vấn đề là tu tập phát triển cái sự tập trung hay định tâm là cái nền tảng để phát triển cái trí tuệ. Nhưng mà trí đó bao gồm luôn cả là hiện thế và siêu thế, bao gồm là năm cái apinya tức là thuộc về hai cái giác, và như cái apinya cuối cùng ha, à sau có cái giác đó, à sau có cái giác nhà đó thì được gọi là lokuttara nhà đó.
và định cũng tương tự như vậy, samadhi samapat sampadani sampadani anisaya cha apinya babunati natapura nisaya tức là giữa và thất bại, giữa vào cái gì, cái sự thành tựu sampada, cái sự có được, cái sự thành tựu về định babunati dẫn đến cái việc mà có được sáu cái loại apinya này. Thường chúng ta hay nghe cái là thắng trí đúng không? Cứ chị ăn biết thì chúng ta gọi chị thắng rồi. Chúng ta có cái tiền tố kiểu đó là chúng ta cứ thấy ở đâu ăn biết là thắng hết. Cho nên Abhidhamma là thắng pháp. Như là tự danh tự mà tự động từ Abhidhamma tí nè, sự thấu triệt. Để hiểu đó rồi nó là hiểu đó thắng thiệt thấu thiệt đấy nha, soi thấu tập rồi cái nát của răng tức là cái gì, không có dẫn đến thành tựu các loại khác mà chỉ có là nha từ từ cái cái vậy hả. Với cái chữ mật đăng nha, với cái chữ trí tuệ được giải thích nền tảng phải chỗ dựa cho ý cứ cho bốn cái loại phân tích trí nữa, ta bắt ra ba tích sang ida còn ba bê đa bê đa là sự chia sẻ, sự phân loại, các chị thấy bốn cái loại trí. Cái tiếp theo là bánh xăm và tìm đi xa nhất cho ta đạt và cũng đạt ý anh nhé nó cả rừng nền á, tôi tưởng giống như hai cái phần trên tức là dựa vào và phải dựa vào cái việc tổ trí tuệ cái tố bà cũng đạt ý để dẫn cái gì bốn cái loại mà phân tích trí này cả rừng nền á mà không phải để ta phải nhờ mình trí tuệ. Như vậy thì vào giới mới dẫn đến cái việc mà thành tựu và tâm linh, chỉ nhờ vào giới thôi là yếu tố để dẫn đến cái việc mà thành tựu sáu thánh trí nè, và cũng như là nhờ vào tuệ là cái yếu tố tức là không ngoài nguyên nhân nào khác vậy có thể dẫn đến thành tựu được bốn Patisabhidha. Đó là nguyên nhân để dẫn đến giới, là yếu tố để dẫn đến cái việc thành tựu ở đây này, cho nên nó gọi là cái gì, với cái từ với giới nè, với giới thì sẽ nói là được xem được giải thích Pakasitoho thì được giải thích là cái nền tảng cho tam minh rồi si la sampatin hi là thực vậy, do ý cứ và cái việc mà hoàn thiện đầy đủ về giới cho nên nó dẫn đến ba bút na thì nó dẫn đến tam minh, mà không phải nắp rong, mà không phải nắp răng, mà không phải vì một cái yếu tố nguyên nhân nào khác mà dẫn đến được, mà phải là nhờ vào giới. Như vậy chúng ta tới tất hai rồi đúng không? Mẹ chia bút tay chưa? Mẹ chia bút tay này. Mẹ đi ra đó. Mẹ đi ra, mẹ chia bút tay này. Mẹ chia bút tay. Mẹ đã đặt rồi. Mẹ đã liền. Mẹ đi ra rồi.
thì mình hết cái phần này rồi, mình sẽ cái cảnh đó là rồi bút bu tinh thơ qua bên cái Suýt mà cảm hạt tiệt cả. Cảm ơn đoạn số 5 nha. Tức là vẫn nằm trên cái da, nằm trên cái đoạn gì? Ba cái sự mà hoàn thiện toàn vẹn của giáo pháp rồi. Tức là chúng ta vẫn còn ở trên đó, mình chưa có xong cái đoạn đó. Rồi kế tiếp tới cái đoạn này. Bhukkhu banissanya vato hi samahitata di atthanga samananga mena apiniha rakamata samadisa individa dibhuna vahata agamaka banyaya adigataya yadathai papachati tampriyositanti banya sasanga sasana sa priyosana. Ở đây chúng ta đang đề cập hình cảnh gì? Kusala sa upasambada i adi vachana to hi sambadi sasana samachena. Tức là trong cái phần này thì chúng ta sẽ lấy là đây kusala sa này kusala sa adi vachana to hi sambadi các cái đoạn đó rất là chúng ta thấy bất bù cho đến cái phần mà bên nhà sasana sa nhà đây là giải thích cho phần mà bên nhà sasana sa. Tức là hết cái bài này xuống tới cái bài bên nhà sasana sa này, bên nhà sasana sa này. Mà bên nhà sasana sa pariyosana có nghĩa là cái gì? Theo phần chính văn tức là cái là janata, cái là janata tức là cái gì? Sự toàn vẹn, sự hoàn thiện, sự viên mãn pariyosana ở cái điểm cuối pakasita được giải thích. Sự toàn vẹn sự vẹn toàn ở cái phần cuối của giáo pháp được giải thích là với cái chữ gì? Với cái chữ tâm nha, tức là với trí tuệ nha. Cho nên ở đây được gọi là tâm nha sasana sapariyosana. Chúng ta phải thực vậy. Bất bá upanisanya vato. Rồi samahita tari athanga samanna gamena. Tất cả một chữ samahita tức là cái gì? Quá khứ phân tử, ta được an tịnh, an chỉ tức là định tâm đó, a lý là vân vân nha. Athanga saman, tất cả athanga atha còn anga còn samanna samanna gan hả, samanna gan còn e nè, tức là samanna sana samanna gamena samanna gamena. Tức là với cái gì? Với cái việc mà thành tựu hoặc như là viên mãn có được samana cái chát ý đó, thế thì có được cái gì? Tám cái yếu tố của định, anh chị, tức là bốn bậc thiền hữu sắc và bốn bậc thiền vô sắc. Rồi cái tiếp theo là abhiniha rakamata. Chúng ta tách ra là abhini nihara abhini nihara danh từ.
Như vậy abinihara. Abinihara. Arkhamata. Phải tắt ra là arkhamata nữa. Hoặc như là abinihara có nghĩa khamata. Hòa hợp chúng tôi dùng như vậy đó là trạng thái ở đây giữa ta ở đây đấy kamata thì chia cùng cách với lại samadhi 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 như vậy ít đi vi đa anu của hát samadhi là bản chất như là các em mắc chứng bệnh gì? Rồi như vậy chúng ta từ phần trên nè. Bốc bù hả? Upanishya vato. Từ cái việc mà dựa vào những cái phần trên là ác chỉ tức là cái gì? Sau khi mà loại bỏ những cái điều ác và thành tựu những cái điều lành đại diện cho cái khía cạnh tức là hoặc như đề cập đến hai khía cạnh tức là vẹn toàn hoặc như toàn hảo về Adi và cái giai đoạn đầu đối với giáo pháp vẹn toàn và toàn hảo đối với cái giai đoạn giữa đối với giáo pháp cái gì đó là phần định. Cho nên ở đây mới dùng cái nghĩa tức là gì? Với sự thành tựu, với sự có được tám cái loại thì chừng ấy do dựa vào những cái phần trên tức là do dựa vào cái phần đỉnh đó do dựa vào phần đỉnh phía trên đó giữa samadhi đó anh chỉ tức là cái việc mà tu tập quân tập hoặc như là thành tựu cái điều lành đó. Cho nên cái đó, đó với cái việc đó đó cho nên mới mà ao quá hát tăng mới dẫn đến mới tạo ra vú nát tức là những cái phẩm chất như là biến hóa thông tức là các loại mà thần lực như vậy phải được gọi là chỉ đó là sáu cái loại thần thông đó đối với samadhi đối với thiền định định ở đây tức là đồng nghĩa rằng tức là appana samadhi thuộc về một trong tám loại cái bậc thiền ngũ sắc và vô sắc bao gồm ngũ sắc và vô sắc. Rồi bắt đầu là abinihara cộng với kamata. Kamata chữ K thêm vô. Kamata từ đó là kamati. Chúng ta dùng nghĩa là tương thích. Với cái loại thiền định đó, tương thích cái gì? Tương. Ta ở đây chúng ta ta âm hạ asma này. Chúng ta dùng theo cái thứ năm cũng được. Với cái việc mà tương thích hướng về Abinihara với cái việc mà tương thích hướng về thành tựu tám yếu tố thiền định do dựa vào chữ định phía trước sẽ là yếu tố đã tạo ra mang đến những cái phẩm chất như là những cái đặc tính những cái thành tựu như là biến hóa thông
Các chị tất là các loại thần thông đó, các loại ấp nha cho thiền định thôi. Rồi kế tiếp là tắc gá, mắc gá, tên nhà gá, em đi gá tà gá, gá đá thần, bác 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 cha tí. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là động từ bác bác cha tí nè, ngôi thứ ba số ít. Từ cái chữ bát chát tí chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Cái việc mà từ bỏ gia đình, sống cái đời sống không gia đình thì được gọi là xuất gia đó. Mà cái chữ bát chát tí nó còn có nghĩa là gì? Từ bỏ thế gian. Mà đồng nghĩa là tức là gì? Mang nghĩa là đạt được, đi đến, giá đắc thăng. Tức là thành tựu hoặc như là đạt đến cái gì, cái ý nghĩa giống như vậy, nhờ vào cái gì, đi các tài nhá, nhờ vào cái việc mà có được hoặc như là chứng đạt cái gì, tân nhà mắt gáp ắt gáp mắt gáp tân nhà giá, nhờ vào cái trí tuệ thánh đạo tối thượng, tăng pariyosipanti, chính cái điều đó, chính cái điều mà gọi là đạt được, pariyosipanti đạt được cái điều đó nhờ vào cái gì, thánh đạo tối thượng đó, cho nên mới được gọi là cái giai đoạn cuối, hay đồng nghĩa rằng cái là anh chị tức là thánh đạo và thánh quả a la hán là mới giai đoạn cuối đó, cho nên mới được gọi là tanya sa sanasa pariyosana, trí tuệ pariyosana là cái giai đoạn cuối của giáo pháp, là cái yếu tố tiên quyết để dẫn đến cái việc mà chấm dứt mọi khổ từ sau luân hồi, thì nó sẽ giải thoát nhờ vào thánh đạo. Rồi kế tiếp. Tena ha parawa sikha nisang samidam pikawe pramachari yang vusita sana vusati sadda dipatai yang panyutarang vimuti saranti anggutara nikanya quyển 4 đoạn 245. Tena aha, do vậy đó, Đức Thế Tôn đã nói rằng này các tỳ kheo pikawe Sikha Anisangsa Midang, Anisangsa đó rồi. Tức là lợi ích của học giới. Anisangsa là lợi ích, kết quả. Ý rằng đây là cái lợi ích của các học giới. Rồi chúng ta coi bên đây. 42. Cái ba tá là rồi đủ cá tí cá chặt đủ cá rồi ta phát một chi hai ba bốn hai ba bốn nha, vô huyện hai, từ cái thứ năm trở đi đều vô huyện ba, và đây thì chúng ta còn là bốn tập banh chá là chắc cá, là bánh cá chắc cá, là sáu cá, từ cái thứ tư mới là ấp cá, từ cái tháp thứ tám đổ đi, để chúng ta lấy cái thứ hai này. Thứ hai là chúng ta lấy cái gì? Cái quốc gia số 25 này. Thì ở đây bao gồm là đú tí và chắc đú không? Đú tí, chắc đú. Số này là đú tí này.
Cuối hả? Cuối. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Này cái tỳ kheo hả? Vusati. Vusati hả? Vusati từ đâu từ? Vasati đó hả? Từ Vasati đó. Có nghĩa là sống hả? Ở đây là cái thể mà thể thụ động đó hả? Của động từ mà Vasati là sống. Brahmacharyam tức là cái sự thực hành, cái đời sống phạm hạnh đó. Được sống. Sikha Anisang Sikha Anisang ý đằng Brahmacharya tức là cái phạm hạnh này được sống vì cái gì? Vì cái lợi ích cho các điều học. Rồi Banyutarang, Vimutisarang, Banyutarang tức là banh nhát của Uttarang nha, tức là sự tối thượng về trí tuệ. Banh nhát là tính từ đấy. Vimutisarang ở đây Vimuti với mà Sara nha, và cái cốt tủy và cái điểm tinh yếu đó là sự giải thoát. Sata đi bắt tay dầm đi. Sata chúng ta tắt ra là Sati, còn A đi bắt tay giá nha. Sati ở đây chúng ta dùng nghĩa là niệm. Adi ba tia tí có nghĩa là cái gì? Ở đây ba tia tí thì nó mang nghĩa khác. Chúng ta có hai cái cách viết, một là Adi ba tia giá và Adi ba tia giá. Mà nếu mà chúng ta dùng Adi ba tê tí đó là không đúng nha. Mà Adi ba tây giá chứ không ba. Như vậy Adi ba tây giá tức là khả năng phân từ. Nếu mà dùng cái động từ Adi ba tê tí thì mình hiểu ra ngoài không phải rõ. Chúng ta coi phía trên này, chúng ta coi phía trên này. Sikha Sikha ni sang sa mi đằng pika ve pramacharyam vusitang banyuta rang vimutta vimutti sarang sata di patayam. Tức là cái câu tuyên bố đó của Đức Thế Tôn rồi bắt đầu cách thanh cha pika ve. Và này cái thị kheo thế nào được gọi là lợi ích về học giới, tức là cái gì? Cái phạm hạnh này đó được sống là mang đến cái lợi ích cho tam học thật. Rồi hơn nữa tức là cái phạm hạnh này nếu mà được thực hiện, được sống tức là chỉ là được thực hiện đó hả? Ừ. Thì như vậy sẽ dẫn đến cái trí tuệ tối thượng và dẫn đến cái cốt tủy giải thoát. Và cái
cái từ này thì chúng ta sẽ coi trong chú giải sau. Tờ ý đó như thế nào được gọi là Sikha Ni Sang Sang Mô Tí? Ở đây Ida Pika Quê Maya Savaka Năng Api Sama Yarka Sikha Penyata Apasana Năng Pasada Yat Pasana Năng Piyo Piyo Pawaya Pawaya. Ở đây này cái tỳ kheo Sikha đây là chủ từ đây này. Các học giới Abhisamacharika. Abhisamacharati đó là ban bố hoặc như là chế định cho các vị tỳ kheo Maya là bởi ta. Banyata tức là các điều học đó đó. Được ban bố Banyata từ đó là Banyati tức là sắp đặt hoặc như là chế định. Thiết lập. Rồi cái tiếp tức là cái gì? Pasada nhé. Pasada có nghĩa là niềm hoan hỷ hoặc như tính tâm. Mở đi chúng ta chia theo A giá là chia theo cách thứ mấy? Cách thứ tư nha. Thì bức đa giá, A giá, A giá, cái hình thái này xuất hiện khá ít nha. Vì, chúng ta là vì mục đích hả? Vì mục đích. Tức là vì cái việc mà gọi là tính tính tâm hả? Hoặc như là vì cái niềm hoan hỷ Upasana năng ná cộng Upasana ná hả? Mà chưa xanh thì Piyo Pawaya thì có thể được tăng trưởng hơn, có thể được sanh khởi nhiều hơn. Mang nghĩa là cái là gì? Các học giới mà do Như Lai chế định cho các Savaka này, cho các vị thánh, cho các vị thinh văn như vậy. Vì cái mục đích đó là cái gì? Khiến cho cái niềm hoan hỷ, tức là cái lòng tỉnh tính chưa có khởi sanh sẽ được tăng trưởng. Rồi cái tiếp giáp thay giáp thay Pika Quyền Maya Savaka Năng Api Samajarika Sikha. Panyata Apasana Năng Pasadanya Apasana Năng Piyo Pawanya Tathatata Sotasta Sikha Yat Akhanda Karihoti Achidakari Asapalakari Akamasakari Samadaya Sikati Sikhapadesu. Cũng này cái tỳ kheo ha, giống như Yathā Yathā Tathā mà. Hoặc như là vì vì cái việc mà gọi là các học giới mà được Thế Tôn chế định vì những cái lợi ích trên đó, tức là làm phát khởi niềm tin. Cái niềm tin chưa phát khởi được phát khởi như vậy, cho nên so tassa sikhaya akhanda kari hoti. So ở đây anh chị tên là Arya Savakang đó hả? Xin lỗi, Savakang, Savakang đó tên là vị thinh văn đệ tử đó. Ở đây chúng ta sẽ akhanda kari. Thanh đá tức là nhỏ, và kari tức là vị đó như thế nào? Không, mà sikha giá tức là đối với cái học giới như vậy đó. Akhanda kari tức là không làm cho nó vỡ vụn ra, tức là không có vi phạm. Akhin đá tức là ná bằng cái chít đá, tức là không có bị làm cho bị lũng lộ. Mang nghĩa là tức là không có vi phạm bằng nhiều cái cách thức nha, có thể vi phạm nó bằng cái từ mà giới đầu cho đến giới thứ nhất tới giới thứ hai liên tục hoặc như là xen kẽ với nhau vân vân. Rồi Asapalakari cũng như là ná phẩm Asapalakari. Sapana là chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sự sai trái nè. Như vậy không có làm cho không có làm trái đạo. Akamma Sakari như vậy cũng không có làm, không có tạo ra cái gì, không có tạo ra cái ác hạnh ha, hay được gọi là thân nghiệp đó. Samadaya thân nghiệp khẩu nghiệp. Samadaya Sikkhati Sikkhapadesu.
đề xuất. Vì đó, Sikha Bà Đề là học tập, hoặc như là phát triển, trao dồi Sikha Bà Đề xuống trong những học giới như vậy. Samba Đà Giá tức là quá mất biết quá khứ và tự là sau khi thọ trì cái học giới. Vì đó, giữ gìn một cách trong sạch học giới như vậy mà không có để cho mà không có để cho mà bị vi phạm như vậy hơn. Như vậy cái đó được gọi là cái gì? Như vậy cái đó được gọi là mang đến cái gì? Mang đến cái lợi ích cho cái học giới. Tức là cái việc mà sống cái đời sống phạm hạnh này thì nó dẫn đến cái việc mà ba cái tâm học này được vẹn toàn, được viên mãn. Rồi kế tiếp là Buna Chaparampikawe Maya Savakanan Adi Pramacharya Pramacharyika Sikha Panyata Sapaswa Sama Dukkha Khaya nhé. Này cái tỳ kheo lại nữa, các học giới này này Adi Pramacharika nhé, các học giới mà thuộc về cái phạm hạnh, tức là tiền phạm hạnh đó, tức là cái vấn đề cần phải làm trong khi mà tu tập, trong khi sống với đời phạm hạnh như vậy là cần phải làm gì đó đối với các vị thánh, đối với các vị thanh văn, mà tức là các học giới thuộc về tiền phạm hạnh như vậy đã được ban hành bởi ta như vậy. Sapaso samma dukkha cộng khaya nhé, vì cái mục đích gì? Để đoạn tận khổ đau, sapaso toàn bộ những khổ đau một cách chánh đáng. Cũng tương tự như vậy, tức là này cái tỳ kheo, các học giới, các học giới mà đã được ta chế định Maya này, này mà thuộc về tiền phạm hạnh như vậy với cái mục đích là để đoạn tận mỗi khổ đau một cách chánh đáng, thì người nào thì vị đó, đó khi mà thọ trì đó thì thọ trì một cách không có để cho nó bị vi phạm, bị lủng lộ và cũng như không có tạo ra các ác nghiệp của cái thân và khẩu, và vị đó sống một cách gì sau khi thọ trì đã bắt đầu học tập hay như sống gìn giữ trong học giới như vậy ha. Thì đây được gọi là Sikha Nisangsang, đây được gọi là cái kết quả, cái lợi ích cho cái điều học, cho cái Sikha này. Sikha như vậy chúng ta đều có nghĩa là cái sự học tập và cái sự mà gìn giữ được cái học giới rồi. Rồi kế tiếp ở đây tức là cái gì, như thế nào được gọi là Panyutarang? Panyutarang ở đây tức là chính do cái việc cái đời sống và phạm hạnh được sống như vậy, được thực hành như vậy, nó mang đến cái kết quả lợi ích cho cái Sikha này. Bằng cái việc tức là cái gì? Bằng cái việc tức là cái gì? Niềm tin chưa có đó thì sẽ làm tăng trưởng, bí vô tăng hơn. Bà hoài nhá, tức là vào cái việc phát triển cái đức tin hơn nữa. Và với mục đích gì nữa? Và với mục đích Samma Dukkha Khaya nhá, với mục đích đó là đoạn tận của khổ đau, toàn bộ sắp bắt xuống, toàn bộ những khổ đau một cách chánh đáng. Cái đó được gọi là cái gì? Sikha Nisangsang. Còn cái khía cạnh tức là Brahmacharya, tức là cái đời sống phạm hạnh được sống như vậy sẽ mang đến cái gì? Mang đến cái trí tuệ mà vô thượng ở đây, tối thượng ở đây. Tức là Ida Pikavya Maya Savakanang Dhamma Diasita Sapaso Samma Dukkha Khaya nhé. Tức là này cái thì kêu ở đây đó, các pháp nữa mà đã được ta thuyết giảng cho các vị thanh tinh văn thì với mục đích là đoạn tận một khổ đau một cách chánh đáng, thì giống như những pháp mà đã được ta chế định, đã được ta thuyết giảng như vậy với mục đích là đoạn tận khổ đau, và họ như thế nào? Samma Vekita, Samma Vekita tức là Samma ha, cộng với Ekita tức là Ekati đó, tức là sống quán xét một cách chánh đáng với trí tuệ như vậy, thì nhờ như vậy vì nó sẽ đoạn tận tất cả mọi khổ đau. Đây được gọi là sự tối thượng về trí tuệ, nhờ cái việc mà vì rằng cái đời sống phạm hạnh đây là cái cú cánh, đây là mục, đây là cái phương tiện để dẫn đến cái trí tuệ và giải thoát. Cho nên chính do nhờ cái phương tiện cú cánh phạm hạnh này, đời sống cái đời sống phạm hạnh này mà sẽ có cái cơ hội thực hành những cái giáo pháp mà Đức Phật đã tiên thuyết với mục đích đó là hướng đến cái sự mà đoạn tận mọi khổ đau. Rồi cái tiếp nữa tức là cái thanh giác Vimutti Sarang, với cái tính chất, với cái yếu tố là hướng đến sự giải thoát.
Cũng tương tự như vậy luôn, các pháp mà đã được Như Lai thuyết giảng, đã được ta thuyết giảng cho các vị thanh văn, sapasu samma dukkha samaya, với cũng rất là đoạn đoạn tận khổ đau. Tất cả các cái mục đích cuối cùng, cái cố cánh là đều là đoạn tận khổ đau. Rồi kế tiếp các bạn phía dưới này, các thanh chấp biết các quyền sati patayam hồ tí. Tức là sata adipatayam đó, tức là sati adipatayam đó. Đây này. Sata adipatayam, tức là sati adipatayam nha. Ta dùng adipatayam. Như vậy adipatayá có nghĩa là cái gì? Danh từ trung tính. Mà nghĩa là tức là có năng lực. Và như là sự vượt trội. Tức là sự vượt trội của niệm. À, đoạn này đoạn 25. Ở đây không để cả các bạn 24, 25 đập chung với nhau luôn. 24, 25 đập chung với nhau luôn. Rồi. Như vậy cái nghĩa đây là Tati Yosika, chúng ta có cái này trước đi. Ok, đây là cái bài trước. Tati Yosika Asang Anisangsa Ethati, tức là Sika Anisangsa. Sika Anisangsa này hả? Tức là lợi ích cho học đường học ở đây. Rồi Banya Uttara, tắt từ rồi thôi. Rồi Banya Uttara. Rồi Vimutisaro, được gọi là Vimutisaro, cũng như là Sati Ali Pateya. Sati Ali Pateya. Ete Sanghi, Zikari Sankatana, Ali Sansadina Pathaya, Vusatiti Vutamoti. Thật vậy. Ở đây các động từ chúng ta sẽ nghĩ rằng là gì? Vusati hả? Tức là được sống, được thực hành, các chỉ tất là gì? Pramicharya hả? Ý rằng Pramicharya tức là cái đời sống bảo hạnh này được sống, thực hành nhé, điểm mục đích tức là gì? Để có được cái Adi Sang này, những cái lợi ích. Những cái lợi ích như Sikha Adi Sang Khatana mà thuộc về cái việc mà gìn giữ giới luật trong sạch Sikha này. Abhisamajarika thì chúng ta dùng nghĩa là cái gì? Hồi nãy bên đây cái phần chính văn chúng ta là trong cái đoạn đó là Abhisamajarika. Ở đây trên đây này. Abhisamajarika nha. Abhisamajarika. Như vậy chúng ta sẽ ra là Adi Pramacharika Sikha, tức là các học giới mà được thực hiện. Được thực hiện, hoặc như các học giới được thích đáng, chúng ta gặp chung cái đó tạo thành tính từ luôn. Adi Pramacharika. Adi nó là đoạn đầu Pramacharika, tức là thuộc về cái phẩm, cái tiền phẩm, tức là những cái pháp cần phải thực hiện, như là cái việc kiên tránh hoặc lánh xa những cái ác nghiệp thuộc về thân và khẩu là cái nền tảng để thành tựu cái vấn đề mà cái chuyển thiền. Nó còn dùng theo nghĩa tức là cái gì thích đáng, gọi như là cần được thực hiện nha. Dùng theo nghĩa tính từ là các học giới cần được tu tập cho các thanh, cho cái tinh văn đã được tiên thuyết bởi ta qua dài. Quay ngược lại Adi Pramacharika tức là Uttama Samaya,
Ủa A đi hay là A biết? Ồ, nhầm rồi nhầm. Rồi nhầm rồi. Nhầm rồi. Nó phải là A biết là Brahmachari. Rồi trong phần chánh văn dùng A đi hả? Không, phía dưới này cũng có đó này. Không, phía dưới này cũng có. À, Abhisamacharika. Ta nhìn lại coi. À, trên đây, trên đây. Abhisamacharika. Abhisamacharika có nghĩa tức là cần được thực hiện nha. Giống như là cái nghĩa mới vừa đề cập đó. Thích đáng. Cần được tu tập, cần được thực hiện. Abhisamacharika tức là abhi hả? Abhi cộng với samacha, samacharati sang cộng a cộng charati hả? Charati có nghĩa là gì? Đi qua hoặc như là thực hiện đó, hoặc như là tu tập đó. Tức là uttama samacharika hả? Tức là thực hiện một cách cao độ đó. Ở đây tức là Vutamasena Banyata Silasi Adiwachana, tức là điều này đồng nghĩa Adiwachana tức là gì? Với các học giới mà đã được chế định Banyata hoặc Silang nha, Silasa đối với các học giới mà đã được tiên thuyết với cái bằng cái gì? Cái quát tá anh chị tức là cái phận sự, cái trách nhiệm nha. Tức là và cái điều này tức là và cái gì và các học giới này đó, ở đây nó đồng và cái chữ mà Abhisamacharika này đúng là nó ghép chung với nhau này là Adiwachana hả, là nó đồng nghĩa với cái chữ mà nó đồng nghĩa với giới đã được tiên thuyết bằng cái việc thực hiện hoặc như làm tròn cái phần sự trách nhiệm của một vị xuất gia kìa. Tathātathā so tassa sikkhā nhé, thì vị ấy như thế nào đối với các học giới ấy hả? Tôi mang nghĩa rằng tức là vị ấy Sikkhamano khi mà đang quân tu, đang gìn giữ, đang học tập trong những học giới mà mình thọ trì hả? Rồi chúng ta xuống cái chữ mà Ari Brahmacharya. Như vậy các phần giới hay các phần chính văn này, cái phần Sikkhani sang sang hả? Chúng ta có hai cái đoạn, một cái đoạn trên hả? Một cái đoạn trên tức là cái gì? Abhisamacharika Sikkha đó thì với mục đích là cái gì? Mục đích đó là để làm tăng trưởng cái đức tin, cái lòng tự tính này chưa khởi sanh được khởi sanh. Nhưng mà cái thứ hai nữa là cái gì? Cái thứ hai đó là Adisprahmacharika Sikkha, thì với cái mục đích là cái gì? Để đoạn tận khổ đau, tất cả khổ đau. Nó có hai dạng nha. Mà hồi nãy đề cập tới là Abhisamacharika, tức là các học giới mà cần được thực hiện, cần được tu tập. Còn phía dưới này là Adi Brahmacharika Sikkha, các học giới thuộc về tiền phạm hạnh. Thì phạm hạnh chúng ta coi đây. Adi Brahmacharika ở đây. Các anh. Tức là Magga Brahmacharyasa Adi Bhutanang Chattunang Mahasila Nang Etang Adi Vajanang. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Adiwachana động từ sẽ được hiểu ngầm trong đây nha. E tăng Adiwachana. Và cái điều này đó nó đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa đối với Mahasilang nha. Đối với bốn chát tuân năng Mahasilang. Bốn cái gì? Bốn cái học giới mà Adibhutana Magga Brahmacharyasa bốn cái đại giới thuộc về cái phần đầu của cái đời sống phẩm hạnh, ám chỉ tức là bốn cái điều Parajika nha.
Adi Brahmachari, Brahmacharyika, tức là thuộc về cái đời sống mà gọi là phạm hạnh ở đây. Phạm ở đây tức là cái gì? Cái đời sống mà cao thượng thì cần phải gì? Cần phải ly dục, cần phải sống cái đời sống mà gọi là thanh tịnh. Thì ở đây đại diện cho cái khía cạnh, tức là nó đồng nghĩa với lại bốn cái đại giới của một vị tỳ kheo, tức là bốn cái điều parajika, bốn cái điều mà gọi là nếu mà vi phạm thì vì đó không còn là vị tỳ kheo nữa nha. Thường hay chúng ta nghe gọi là triệt khai hoặc như là bộ cẩn trụ đó, những cái nghĩa đó chưa có phải thỏa đáng nha. Chúng ta học là những cái giải phần luật đề cập về cái cảnh, tức là cái thử nghĩa đó, chúng ta sẽ dùng cái từ để tính đáng. Mắt ghé ở đây ta chỉ là cái con đường nha, cái việc mà cái việc mà thực hành cái đời sống phạm hạnh như vậy đó. Đối với cái đời sống phật, đối với cái đời sống phạm hạnh, bốn cái đại giới nha, nó hai si lá rồi. Tại vì từ mà cái học giới mà Sankhadisesa cho đến gọi là các Dukkata, khi mà phân ra bảy cái phạm trụ giới thì chỉ có cái Parajika đó là không có thể mà sám hối, không có cách nào có thể là trong sạch được. Nhưng mà từ cái Sankhadisesa là 13 cái giới mà gọi là, chúng ta tạm dùng cái từ mà Sankhadisesa nha, chúng ta hiểu rằng về tâm tàng hay như vậy đó, nhưng mà thực sự chúng ta đã định nghĩa cái thuật từ đó là hết nha. 13 cái giới đó đổ xuống cho là cho các mà điều học ở lúc các bác thì vị tỳ kheo đều có thể sám hối được cả. Cho nên khi mà phạm bốn cái điều này đồng nghĩa rằng tức là cái gì? Bốn cái điều này cũng đồng nghĩa rằng tức là Adi Brahmacharyika thuộc về cái gì? Cái tiền phạm hạnh, tức là phải thành tựu cái này, tức là phải gìn giữ bốn cái, tối thiểu là phải bốn cái điều học này mới có thể sống được phạm hạnh được, mới thành tựu được cái giới mà phạm hạnh. Ở đây là đúng tỳ kheo, ở đây là không có nghĩa thức thêm. Cái 40, 245 của tỳ kheo không nghĩa thức thêm, rồi chúng ta đi xuống nữa. Rồi sapaso tức là tất cả ha, sapakarena, sapaso tất cả cái gì trong cái phần này, sapaso samma dukkha, dukkha khaya giá nè, tức là với mục đích gì, đoạn tận toàn bộ khổ đau một cách chính đáng ha, toàn bộ đây sapakarena tức là với mỗi phương diện nha, toàn bộ với mỗi phương diện, tức là cho dù đó là khổ mà thuộc về dục giới, khổ mà thuộc về sắc giới, vô sắc giới, thì dù đó là ở một cái hình thức, một cái sân hữu nào đó, nếu như mà một người mà làm phước hành thiện, chính cho cái thiện nghiệp đó sẽ có cơ hội cho cái quả lành sanh về những nhà cảnh, tức là sau sanh về cõi người hoặc như các cõi trời dục giới. Và như nữa, nếu mà vị đó tu tập mà thiền, chứng đắc các bậc thiền hữu sắc, sau khi bệnh chung duy trì được cái trạng thái thiền đó và sanh về các cõi phẩm thiền tương thích cái tầng thiền mình chứng đắc, hoặc như là các bậc thiền mà vô sắc giới, thì cho dù cái sanh hữu nào đó, cho dù nó có giới hạn là cái sự khổ, nhưng mà vẫn còn bằng món cái sự khổ, vì rằng vẫn còn cái sự mà ái luyến một sanh hữu. Cho nên là bất tất cả mọi phương diện luôn nha, sợ xuống. Đam ma trong cái phần chánh văn là gì? Đây, đam ma tức là cái gì? Giáo pháp là được Như Lai thuyết giảng đó ha. Đó. Banh huyết ta răng này nè, đó là đam ma đê si ta nè. Ở đây là cái bài này đang đề cập về cho cái cảnh tức là các vị tỳ kheo, đời sống gọi là phạm hạnh của các vị tỳ kheo ha. Nếu mà sống như vậy sẽ dẫn đến nhiều cái lợi lạc như vậy. Cái lợi lạc tức là mang đến nhiều cái lợi lạc mà từ cái việc học giới, ví dụ từ cái việc mà pha tiết bóc khá, tức là từ cái việc gìn giữ những học giới như vậy, chính do cái việc gìn giữ đó sẽ ngăn trừ cho vị hành giả, cho cái người mà tu tập như vậy thoát khỏi được bốn cái khổ cảnh. Đấy. Thì cái đam ma ở đây đó là cái gì? Đam ma ở đây đó thì ám chỉ tức là cha tu sách giả đam ma, ám chỉ là tứ thánh đế nhỉ. Bốn cái sự thật này, bốn cái sự thật mà Như Lai đã tuyên thuyết cho vị thân văn đệ tử này thì đều với mục đích là đoạn tận mọi khổ đau.
Như vậy khi mà đề cập đến mục đích để đoạn tận mọi khổ đau thì chúng ta phải hiểu rằng tức là pháp mà dẫn đến đó, dẫn đến cái việc mà đoạn tận khổ đau chỉ có là bốn thánh đế. Vì chỉ khi nào mà vị hành giả trực nhận rõ, thấy rõ, tường tận bốn thánh đế qua ba phương diện trí một cách thấu triệt từ cái khía cạnh tức là sắc giới nhãn á, thức giới nhãn á và các tánh nhãn á, ba phương diện như vậy, thì khi đó vị đó mới loại trừ. Vì rằng khi mà chúng ta đề cập về bốn cái sự thật này theo ba cái phương diện trí tạo thành là 12 cái quát tác, tức là 12 luân đó, chúng ta còn nhớ không? Ví dụ khi mà đề cập về sắc giới nhãn á, tức là cái trí tuệ thấy rõ cái sự thật của từng pháp một thuộc về trạng thái tâm lý hoặc như là vật chất. Ví dụ như nam á là nam á, rupa là rupa, và nam á ở đây là do duyên trả tạo cấu thành chứ không phải ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên mà xuất hiện do một cái thực thể tự ngã nó tạo ra. Tức là từ tuần tự, từ cái minh sát trí đầu tiên tức là nam á rupa chia đá nhà á cho đến gọi là anuloma, và cả Gotarapu, thì tới cái giai đoạn Gotarapu như vậy mới hoàn thiện ba cái khía cạnh trí, tức là Katanyana, từ giai đoạn mà gọi là cái trí mà hiểu rõ cái phẩm sự đã được hoàn thành. Như là đối với khổ đế là cần phải hiểu rõ hay được gọi là biến tri đó, Parinyana, Parinyana, tức là cần phải thấu triệt hiểu rõ bằng trí từng phẩm sự. Như vậy đối với khổ, vạn pháp ở đời đều chỉ là khổ và nó đều có nguyên nhân khởi sanh khổ, và chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến sự giác ngộ bằng cái việc đó là tu tập phát triển tám cái yếu tố chánh chánh đạo đó, khởi sanh ở trong tâm đạo và tâm quả, có niết bàn làm đối tượng, và với cái niết bàn làm cứu cánh đó cho nên mới đoạn tận được mọi khổ đau. Cho nên theo khía cạnh tức là cái gì, khía cạnh mới hoàn thiện cái khía cạnh gọi là cách tánh nhà nó nhỉ. Cho nên chỉ cái giai đoạn đó, đó tức là khi đạo và quả khởi sanh thấu triệt được bốn cái này, khi mà hoàn tất một cách tánh nhà nó, đồng nghĩa lúc đó là cái gì, chuyển từ giai đoạn Gotarapu quá cái sát na gọi là mặt giác và như phá lá luôn. Cho nên ở đây mới gọi là Dhamma, tức là cái pháp đó mới có thể dẫn đến đoạn tận khổ đau, chứ còn các yếu tố trước đó đó chưa có thể dẫn đến sự đoạn tận khổ đau được. Nhưng mà nó là cái bước đệm sự dẫn đến sự đoạn tận khổ đau. Chỉ khi nào mà thấu triệt bốn cái thánh đế này, tức là từ cái giai đoạn mà Gotarapu chuyển qua mặt giác này, rồi kế tiếp là Panyaya Sambhavikita Hontiti Sahavipassanaya Maggapanyaya Sudita Honti. Sambhavikita, từ câu từ Sambhavikati nha, tức là sang, còn avikati có nghĩa là sự suy xét bằng trí tuệ, dựa vào cái câu đây này, đúng không? Sau khi cái câu này là cái câu gì? Cái câu này là câu khẳng định nha. Khẳng định tức là này, cái tiền kêu ở đây đó, các pháp mà được ta thuyết giảng cho các vị thinh văn đó chỉ với mục đích là để đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Rồi bắt đầu cái câu này mới nói rằng cái này gì? Này cái tiền kêu, và giống như cái vị nào, giống như là pháp mà ta đã được tiên thuyết như vậy, và nếu cái gì tất tha, và nếu cái vị nào mà sống hả, và nếu về vị nào mà, và nếu những cái pháp này đó mà được vị nào quán xét, ở đây chúng ta sẽ tất tha hoặc là tất tha hoặc ác xá nha, đối với vị đó đó mà các pháp này đó được quán xét bằng trí, ta thấy rõ bằng trí, thì như vậy đó là cái gì, được gọi là tăng đức tăng nha. Cho nên ở đây xong tên là phải quán xét bằng trí. Quán xét bằng trí tức là chúng ta hiểu nghĩa là Sudita ha, Sudita.
Suditha tức là từ cái động từ gì? Ditha ở đây tức là quá khứ phân từ động từ passati nha. Tức là khéo thấy. Khéo thấy bằng trí đó. Mà bằng cái gì? Bằng mắt Gatanya, bằng cái trí đạo nha. Liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến minh sát trí nha. Trí đạo mà nhờ vào cái vấn đề mà tu tập Vipassana Bhavana nha. Thì như vậy mới được gọi là suy xét ngoại gia thấu triệt bằng trí đối với những cái pháp mà Như Lai giảng dạy với mục đích hướng đến sự đoạn tận khổ đau. Và các pháp đó là gì? Tức là tứ thánh đế. Như vậy đồng nghĩa rằng đó là gì? Sau khi hiểu rõ thấu triệt bốn tứ thánh đế, tức là hoàn tất ba cái loại trí đó, thì đồng nghĩa là mắt giác sẽ khởi sanh. Mà mắt giác ở đây tức là cái gì? Nó sẽ có samadhi ở trong đó, tức là chỉ là trí đạo đó, là trí đạo đó. Nha ban nha hoặc như nha nát ta đều sử dụng được cả nha. Và mắt giá nha nát hoặc như là phá lá nha nát thì đều được gọi là cái gì? Nha nát đa sanh với số điểm, tức là cái giai đoạn cuối cùng, sự thanh tịnh cuối cùng trong mà bảy cái giai đoạn thanh tịnh. Rồi kế tiếp nữa là quy mức. Vimuttiya Pusita Hoti. Chúng ta coi cái câu này nó nằm ở đâu. Vimuttiya. Ở đây. Khi mà đề cập về cái Vimuttisarang đó hả? Vimuttisarang đó. Thì Ngài cũng khẳng định rằng đó là pháp mà đã được ta thuyết giảng chỉ với mục đích là đoạn tận mọi khổ đau. Tức là bốn thanh đế này là yếu tố dẫn đến sự chấm dứt mọi khổ đau. Và cũng tương tự như vậy, và pháp mà được ta tiến thuyết hướng đến cái sự đoạn tận khổ đau cho các vị tinh văn như vậy, và đối với vị nào mà các pháp này đó sát tí của xí ta của sát tí là đụng chạm, nghĩa là đạt được, chạm vào nghĩa là đạt được bằng cái việc mà giải thoát. Pusita, chúng ta coi rõ cái phần chú giải đây. Ở đây được gọi là Vimuttiya Pusita Kuntiti Aratapala Vimuttiya Jnana Pasena Ha Hoti. Pusita là quá khứ phần từ luật từ Pusati nha, có nghĩa là đụng chạm, hay như là gặp gỡ, hay như là hiện có nha. Nó cũng đồng nghĩa là cái gì? Khi mà căn tiếp xúc với cảnh là cái môi trường khiến cho thức khởi sanh, thì cái chữ khú xí phá là cái việc mà gặp gỡ, sự đụng chạm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là Putta. Putta này chỉ có cách tới cái gì? Là Đăng Ma nha, là bốn thánh đế đó đó. Được cái gì? Được trực diện thấy như vậy. Với cái gì? Với sự tiếp xúc của trí tuệ, nhờ vào cái sự giải thoát của tâm thánh quả. Anh chỉ tức là với tâm thánh đạo đã đoạn tận bằng cái việc khí cảnh, tức là gì? Suditha tức là đã thấy, tức là với cái trí thánh đạo đã đoạn tận mỗi phiền não, không còn khởi sanh trong tương lai nữa. Thì với cái trí thánh quả này, Aratapala này, tức là thánh quả A-la-hán này, tức là làm thanh tịnh viên mãn hoàn toàn bằng cái sự giải thoát này. Cái sự giải thoát này là sự giải thoát mà của thánh quả A-la-hán hoàn toàn này. Còn cái chữ Pusá này là một cái từ trừu tượng thôi. Để nha nát phát xe nát là với cái sự xúc của trí tuệ. Nhưng mà chúng ta đừng nói chuyện xúc, chúng ta dùng cái nghĩa với cái sự tinh diện hoặc như có mặt của trí, nhờ vào cái việc mà giải thoát, nhờ vào cái sự giải thoát của tâm thánh quả A La Hán vậy. Tức là khi mà có sự khởi sanh, chúng ta nên nhớ rằng các pháp này mà được phút tha hôn tí, các pháp này mà được cái gì? Được đụng chạm vào cái gì? Bởi cái trí mà trí thánh quả A-la-hán, tức là mang nghĩa rằng các pháp này được trực nhận, được thấu triệt bằng cái tâm thánh quả A-la-hán, đúng không? Rồi kế tiếp là Acchatanye Vasati Supatita Hoti. Acchatanye. Rồi cái này biết đi. Biết đây nè. Dhamma đồng nghĩa với chá tu sách chá Dhamma. Suy xét các pháp này cần phải suy xét bằng trí, tức là
là cái gì? Tức là phải thấy rõ bản chí đạo Bát Cái Nhà đó. Do cái nền tảng tu tập Vipassana. Còn Vimuttiya Pusita đó là tiếp cận các pháp này được trực nhận, tiếp cận cho nó không hay, các pháp này được trực nhận với cái sự giải thoát, đó là được trực nhận bởi thánh quả, tâm thánh quả là hán. Tạo nên cái cẩn thận ngữ để chúng ta hiểu ra phước tha, phước tha quan tiếng, và phước tha cái gì? Phước tha đó là bốn tứ thánh đế này phải được trực nhận bằng cái gì? Bằng cái sự mà cái tâm thắng quả a la hán. Nguyên cái cẩn arata phala vimuti yanya na pase na phước tha quan tiếng là chúng ta phải dịch như vậy. Tứ thánh đế này đó phải được trực nhận, chứ không có những mọi người xúc chạm tiếp cận gì cả, còn phải được trực nhận bởi tâm thánh quả a la hán. Rồi kế tiếp đi. Nên chúng ta quay qua bên quý sinh mắt ngáy lại. Xong rồi các bạn này rồi. Rồi kế tiếp chúng ta quay ngược lại đến cái phần chính văn của cái bài kinh này nha. Của cái bài kinh này. Cái bài kinh mình gọi là Sikkhani Sangsang đó. Còn cái đoạn cuối này nè. Ở đây chúng ta đang ngưng ở đây này. Đúng không? Tarsata Adipatayan đó. Tarsati Adipataya nha. Adipataya. Này các tỳ kheo, như thế nào được gọi là cái mãnh lực của niệm? Tức là cái việc mà sống cái đời sống phạm hạnh như vậy, thực hành cái đời sống phạm hạnh như vậy, là cái môi trường để phát triển cái sát tí này. Iti aparib burangwa Abi sama jari kang sik kang paripurisami, ta sẽ làm viên mãn các sik kang này, các học giới mà cần phải được thực hành. Paripuran tức là ná còn paripura nhỉ, quá khứ phân từ. Như vậy các học giới mà cần phải thực hiện nào mà chưa được viên mãn, ta sẽ làm cho viên mãn. Rồi kế tiếp nữa tức là paripurangwa abhisamma jari kang sikkhang tathagata paññaya anuggahissami iti. Anuggahissami iti anuggahati nhỉ, bổ trợ làm tăng trưởng hơn. Và đối với các và cái gì, ta sẽ làm tăng trưởng bổ trợ cái trí tuệ. Không, ta sẽ làm bổ trợ tăng trưởng cái gì? Các học giới Abhisamacharikan mà cần được thực hiện. Tức là các học giới mà đã được viên mãn, đã được thực hiện, thì ta sẽ làm bổ trợ làm tăng trưởng nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái trí tuệ. Tức là với trí tuệ ta sẽ làm tăng trưởng cái đó hơn. Tức là các học giới mà chưa có được làm viên mãn, ta sẽ làm viên mãn. Và các học giới nào đã được viên mãn rồi. Ta sẽ bổ sung thêm với trí tuệ. Ta sẽ làm cho là được vững mạnh với trí tuệ.
Ta sẽ hỗ trợ. Rồi kế tiếp nữa ở đây tức là cái gì? Chất tăng sát tí su bát tít tha hồn tí. Như vậy chúng ta tách ra tức là cái gì? Động từ chúng ta sẽ hô tí nha. Su bát tít tha tức là su cộng với u bát tít tá nha. Su cộng u bát tít tá. Mà u bát tít ta ở đây tức là u bát tha tí nha. Tức là vẫn trú. Như vậy niệm sẽ được khéo vẫn trú. Và niệm là cách chất tăng mà thuộc về bên trong nha. Về nội phần sẽ được khéo vẫn trú. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái việc các học giới đã được viên mãn. Nếu mà chưa viên mãn làm cho đầy đủ, mà đã đầy đủ rồi đó sẽ làm cho tăng trưởng nâng đỡ bằng cái trí tuệ. Để như thế nào mà khiến là cái môi trường khiến cho niệm đó được khéo an trú ở bên trong. Rồi tương tự như vậy thì các bạn phía dưới này, iti aparipurangwa adi pramachari kangsikhan paripurisami cũng tương tự như vậy ha. Tương tự ở đây tức là tương tự gì? Chúng ta chỉ thay cho nó adi pramachari căn nè. Adi pramachari di căn nè. Tại chỉ là gì? Bốn cái mula si lá đó hả? Bốn cái, sợ là bốn cái maha si lá, tức là bốn cái đại giới đó. Tức là các đại giới mà, tức là bốn cái đại giới chính yếu đó, mà chưa được viên mãn, ta sẽ làm cho viên mãn. Và đã viên mãn rồi đó, thì cũng ta sẽ làm cái gì? Ta sẽ hỗ trợ, ta sẽ làm bổ sung thêm bằng cái trí tuệ. Để làm như thế nào mà niệm sẽ trở, sẽ được khéo an trú ở bên trong hơn. Tương tự như vậy, ý tí asama wiki tăng qua đâm bằng bên nhà nhé. Sama wiki sa mi, hoặc là cái gì, hoặc là ta sẽ quán chiếu, ta sẽ quán chiếu các pháp, là ta sẽ quán chiếu các pháp mà chưa được quán chiếu bằng trí tuệ, hoặc là các pháp mà đã được quán chiếu thì ta sẽ làm bổ trợ, sẽ mà tăng trưởng với cái trí tuệ rằng là niệm này sẽ được vững trú ở bên trong. Rồi tương tự như vậy thôi, chúng ta thay gì, thay những cụm từ phía trên xuống thôi nha, thay những cái pháp phía trên xuống. Ví dụ như cái phần mà sikha đi sang sang, chúng ta có hai cái trường hợp, một là cái gì, abhi samajari kang sikha, và hai nữa là cái gì, adi pramachari di kang sikha nha. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ đến gọi là Samavikati, là thấu triệt đó, là suy xét là bằng trí đó. Đối với các pháp mà Như Lai đã tiên thuyết với mục đích là gì? Cứu đức giải thoát. Và cái thứ kế tiếp nữa đó là cái gì? Cái sự xuất chạm nó phối xí tăng đó, nhưng mà được không phải xuất chạm, tức là cái gì? Cái sự trực nhận bởi cái trí thắng quả A-la-hán nha. Tức là pháp nè mà chưa có được mà trực nhận như vậy, ta sẽ trực nhận với cái sự giải thoát, với là cái trí thắng quả là quý mô tí gia, đồng nghĩa với Arahatapala quý mô tí gia nha. Và pháp mà đã được trực nhận rồi, thì ta cũng sẽ làm tăng trưởng với cái trí tuệ rằng là phát triển niệm sẽ được kiên cố. Rồi cái kết thúc ở đây mới là cái gì, Ewanko Pikawe Sata Dipatayang Ho Tí. Như vậy này các tỳ kheo, đây là cái sự tăng trưởng về niệm. Như vậy đây là sự tăng trưởng về niệm nha. Tăng trưởng theo bao nhiêu khía cạnh? 1, 2, 3, 4 khía cạnh nha. 4 khía cạnh. Tăng trưởng theo 4 khía cạnh. Tuần tự từ thấp cho đến cao. Từ cái việc mà gọi là phát triển tu tập những cái học giới gìn giữ, tức là bằng cái việc mà thân thiện ly một cách căn bản, cho đến khi mà thành tựu cái thánh quả A-la-hán nha. Và cái việc mà bú xí tăng đó sẽ là được chứng nhận như vậy, mới hoàn tất cái tổng trình gọi là phát triển hàm dưỡng, phát triển cái sa tí này nha. Rồi chúng ta mới quay ngược lại cái này. Achat tăng dê quá sa tí su bát tít tha hôn tí tí, tức là ní ní giác cái chất tề nhiều quá sa tí xuất thú của bát thi tà hồ tí.
Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy động từ vẫn là hô tí nha. Chủ từ sẽ là cái gì? Sati upatita, niệm sẽ được an trú xuất thú ở đây, tức là một cách khéo léo. Niyaka, niyaka chate, dễ quá chúng ta tách ra niyaka còn achata, achate ha, còn dễ quá wide tempo. Niyaka tức là của mình nha, achata tức là thuộc về bên trong của mình, tức là nội phần của mình. Tức là niệm sẽ được tăng trưởng một cách khéo léo như vậy nhờ vào tuần tự từ cái giai đoạn mà gọi là gìn giữ các học giới. Như vậy giai đoạn gìn giữ các học giới tức là gì? Giai đoạn mà ám chỉ tức là cho cả người tại gia cư sĩ đúng không nha. Cái mà cái gì? Cái chữ gì? Chúng ta còn đây nè. Cái chữ mà gọi là Abhisamacharika Sikkhana nha, tức là các học giới cần phải được thực hiện, là bao gồm luôn cả cái gì? Cả người tại gia cư sĩ hoặc như là những người mà chưa thọ của đức giới luôn. Khi mà đang nhìn về các học giới như vậy cũng đang là cái bước làm vẹn tròn hoặc như là thanh tịnh những khía cạnh tức là sự viên ly thuộc về thân ha. Đấy. Rồi bắt đầu đến cái giai đoạn tức là Abhisamacharika Sikkhana, tức là giới của vị tỳ kheo. À. Rồi bắt đầu mới đến cái việc gọi là thấu triệt bằng cái việc mà gọi là ám chỉ, tức là bước vào cái vấn đề gọi là sơ quả cho đi, thấu triệt từ tứ thánh đế, ám chỉ từ mà sơ quả cho đi, cho đến gọi là cái giai đoạn cuối cùng tức là cái gì, Pusita, tức là từ cái thánh quả a la hán cuối cùng, tuần tự như này. Rồi ở đây tức là Panyaya Anukkhasamiti. Rồi Panyaya tức là Panyaya Vipassana, Panyaya cái nhỉ. Tức là tăng trưởng hỗ trợ bổ sung thêm nhỉ. Với cái gì? Với cái trí minh sát hơn. Để đạt đến cuối cùng tức là cái gì? Arattapala Vipassana đó. Rồi Panyaya sam Panyaya samma Vipassamiti, ở đây tức là đọc nghĩa cái gì? Ở đây đó cái chữ nó đồng nghĩa với lại cái trí minh sát thôi. Trí minh sát, cái việc mà quán chiếu đó hả? Cái quán chiếu tức là ám chỉ cái gì? Cái giai đoạn thứ ba đó hả? Giai đoạn thứ ba chúng ta có bốn giai đoạn. Đó có bốn cái trường hợp đó, cái trường hợp thứ ba đó. Rồi Pusitan này. Pusitan quan tâm mà ta ta bệnh nhà nhà Aduka Hesami thì etapa namaka bệnh nhà nhà Adipeta. Với cái trí tuệ tức là Etha ở đây đó, nó đồng nghĩa với cái gì? Nó cần phải được hiểu rằng đó là với trí của thánh đạo, trí của thánh đạo cho cái từ mà Panyaya đó. Như vậy cái gì, cái chữ Panyaya này ha, chúng ta phải hiểu ở hai nghĩa. Một là cái Panyaya của trường hợp thứ ba đó thì anh chỉ là Vipassana Panyaya, nhưng mà đối với cái trường hợp mà thứ tư đó, Tăng nha cho ức ca ná một phú sĩ tăng đâm mang nha, đối với các pháp mà nào đã mà được trực nhận bởi cái tâm thánh quả A-la-hán thì cái chữ Tăng nha giá phải hiểu rằng tức là mắc gáp Tăng nha giá, nó khác nha, khác biệt đấy. Các vị để ý không? Đây Tăng nha giá nè, Tăng nha giá thì Tăng nha giá trường hợp nào? Xá má quyết khí tăng nha, thì Tăng nha giá thì anh chỉ từ Vipassana giá đó vẫn còn, tức là bậc thánh phụ học vẫn còn phải tu chứng nữa thì mới đạt đến cái giai đoạn cuối cùng nè. Nhưng mà tới cái Panyaya này nè, cái Pusitan nè, pháp đã được chứng nhận mà cái mà được chứng nhận bởi vì thánh quả a la hán thì cái Panyaya này là cái gì, nhờ vào cái Panyaya này, tức là nhờ vào arahatta mặt gắn nha. Không cái này là Vipassana. Vipassana nhỉ. Cái này là mới gọi là mắt gá, thầy hiểu chưa? Tức là trước khi mà đạt được cái gì Samma Vipassana này đó là cái gì? Là phải nhờ vào Panyaya, và Panyaya này em chỉ tới Vipassana. Phải tu tập Vipassana mới đạt được cái pháp mà cần phải quán tri, cần phải thấu triệt đó, tức là gì? Sơ quả. Nhưng mà khi mà để mà được Vipassana tâm mang, tức là pháp được trực nhận bởi cái gì? Bởi thánh quả A-la-hán thì phải nhờ vào cái gì? Thánh đạo A La Hán. Cái gì?
chỗ tí xa bán nó xưa là cái căn nhà đó ở dưới sách bát tây giá bát tây giang đó, nó mới chú giải cho cái đoạn căn nhà không sata bát sát Sata Nipatayam đó là tổng trình từ cái lúc mà gọi là sơ khởi tu tập cho cái người mà gọi là từ cái lúc mà gọi là người mà người cho dù đó là người cư sĩ hay là cái như là người mà chưa thọ của túc giới gìn giữ giới như vậy đều phải có cái sát ý. Sát ý là yếu tố gọi là yếu tố mà thuộc tánh trong tâm lý trong tất cả các hiện tâm mà nhỉ, tức là cả một cái tổng trình từ lúc mà tu tập sơ khởi cho đến lúc mà gọi là Arahatthana khởi sanh cũng vẫn phải có cái sự sát ý trong đó nhỉ. Thì chúng ta dùng cái nghĩa bốn trường hợp đó, cái tổng trình như vậy. Cho nên mới được gọi là cái gì? Đây là cái trí tuệ nó được xem như là cái phần cuối của cái giáo pháp này. Nhờ vào cái trí tuệ mà mới có thể dẫn đến cái việc mà gọi là thành tựu hoặc như khởi sanh cái gì? Thánh quả A-la-hán nè. Cho nên mới dẫn ra câu hướng dẫn như vậy. Rồi kế tiếp là đây. Sắc căn chiết tăng, sắc chiết tăng. Sắc chiết tăng tức là cái gì? Sắc chiết tăng từ trong bức tranh của chánh văn tức là cái gì? Sắc pa 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 sa akaranang ku sa ra sa upa sa pa da sa chiết tá. Sắc chiết tá là sắc căn chiết tăng tâm của mình. Sắc chiết tá sa sa pa so ki le sa nang sa mu chin da ne na vi so da năng sa chi ta prayoda ban năng quý số đa năng tức là sự thanh tịnh nhờ vào cái việc mà samut chin đa là sự xét trừ sự tận diệt. Khi mà đề cập đến cái bahana chúng ta có năm các loại bahana thì samut chia đa là samut chin đa na nó cũng tương tự như vậy, tức là sự xét trừ nhờ vào tâm thánh đạo nha. Chúng ta có năm cái loại mà bahana quý vị còn nhớ không? Wikhamphana rồi ta đăng giá, rồi samuchia đá, rồi patipasati và cũng như nisarna. Thì samuchia đá anh chỉ tức là sự đoạn diệt, sự tận diệt một cách hoàn toàn không một khởi sanh tương lai nhờ vào tâm thánh đạo. Như vậy là sapaso cái liên sanh đối với tất cả những cái phiền não đối với tâm của mình. Thì cái sự thanh tịnh mà nhờ vào cái việc mà đoạn trừ mà không còn khởi sanh tương lai nữa thì nó được gọi là sát chi ta priyoda anh ạ. Chúng ta không có hiểu rằng cái sự thanh tịnh là thanh tịnh bằng cái việc mà trấn áp nha, biết khám phá đá nha, như vậy là chứng đắc các bậc thiện hữu sắc và vô sắc, cái đó không được gọi là sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là sự thanh tịnh bằng đạo khiến cho không còn khởi sanh. Và cái sự thanh tịnh cũng đồng nghĩa rằng đạo là sẽ là cái môi trường trở cho là tâm quả khởi sanh liền sau đó nha. Đó là thanh tịnh hoàn toàn, tức là không còn dấu vết gì là của phiền não trong tương lai. Còn mà cái khía cạnh tức là thiền hữu sắc và thiền vô sắc nó nằm trên khía cạnh gì? Kusalasa upasampada. Evangpana panya kiche mahatakappate uttarikaraniya bhavato sasanasa panyutarata veditappa. Panyutarata ở đây tức là cái gì? Uttara panya còn uttara nha. Uttara có nghĩa là cao thượng tính từ. Mà Uttarata tức là cái trạng thái cao thượng của trí tuệ, tức là cái phần mà vượt trội của trí tuệ đó. Đối với cái giáo pháp này cần phải được hiểu là cái gì? Cần phải được hiểu là Karaniya Bhavato. Karaniya Abhavato tức là không thiếu hoặc như là không có vắng mặt, không thiếu, không có vắng mặt. Đối với những pháp cần phải được thực hiện uttari matakapate. Ở đây matakapate thì chỉ một cách đó là panya kiche nha, tức là những phận sự của trí đã được hoàn thiện đầu tiên. Như vậy trong khi những phận sự của trí trong đây, những cái chức năng của trí đã được hoàn thiện tiên, theo nghĩa là uttari.
thì cái sự cao tôn về trí tuệ thuộc về giáo pháp, thì sự cao tôn trí tuệ cần phải được hiểu, phải nên hiểu là đối với giáo pháp Dharaniya Pavatton à, này chúng ta tạm nghỉ tại đây đi, và sau chúng ta sẽ học tiếp. Buddha sanang kirang kirang tu, Buddha sanang kirang kirang tu, Buddha sanang kirang kirang tu, sa do sa do. Thì chúng con kính trên một từ mà quý vị cần lắng nghe.